nào trùng tu thì người ta treo cái quốc kỳ nữa. Nhưng mà ý em nói là cái quần thể đền ấy, nó chỉ có gần này chỗ này nhìn thấy thôi hay là nó còn xây dựng ở cái chỗ này? Thường thường xung quanh đó là chỉ là cái vòng thành thôi, bao quanh thôi. Cái vòng thành mà lúc nãy mình đi ngang qua bờ hồ mình thấy đó, cái vòng thành đó. Chứ còn giờ bây giờ chủ yếu là rừng cây không à, bên trong đó không có mấy cái đền thờ nhỏ nữa đâu. Tập trung nhiều nhất đó chính là cái đền thờ chính này đây. Nhà mẹ con thì nhà anh Tây đó đâu rồi?